em là con trai hay con gái? Dạ con trai. Thì bởi vậy. Trời rồi, ơi sao ở đâu ai phái bà xuống đây? Tại Trấn Thành em ơi, anh quá trời phải lên đây. Em có một nguyện vọng mà quý vị ơi, cho Trấn Thành lên đứng kế em nha quý vị, cho ông em cho một tràng vỗ tay đi quý vị ơi. Em mời. Người ta đã gọi rồi anh Thành. Em xuống nha. Tại sao lựa chọn của em không phải là Ngô Kiến Huy? Em ở trên đây, em Thành trên đóng đô trên đây rồi. Anh Thành dưới đó gần hơn. Không, cái gu của em là Trấn Thành đó, cái gu. Trời em mới không à. Anh bắt đầu run dần em. Anh chưa già mà bị Parkinson rồi ha. Hiếu ơi, chị biết tại sao mà nãy chị nhìn em không? Dạ. Chị nhìn em á là tại vì em đẹp. Dạ, mà em chị nói chị. Cái này nó hơi phụ nữ chút xíu. Là nhìn em á mở lắm, phồn vinh lắm. Cái tướng của em là mắng đẻ. Chị đang nghĩ trong bụng á, trời ơi cái bà nào, bà này mà dân miền Tây ở dưới ngày xưa là hốt liền, là hốt liền. Bắt dâu mấy bà hội đồng là hốt em liền. Ta nói nó nần nẫn. Màu mỡ. Màu mỡ luôn. Đẹp lắm. Cho em chàng vỗ tay đi quý vị khán giả. Thi cho tôi coi. Dạ em cảm ơn chị Việt Hương rất nhiều. Và tiểu phẩm của em xin được phép bắt đầu. 60 giây bắt đầu. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi đến quý vị khán giả, các lời bạn có chúng là chúc sức khỏe, là chào thân thương. Và em xin gửi đến cô chú anh chị mình cùng một lắng khán giả và một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc được mang tên Áo Mới Cà Mau. Tôi mời cô bé thì cũng đi đâu vậy má? Đâu vậy? Tôi thở máu dài. Bà thở máu dài hả? Ủa? Đâu có ai mướn bà lên đẩy đâu, tôi đang giới thiệu mà. Trời đất ơi. Bà nghĩ sao vậy? Cáo dài này, rồi tôi nhớ rồi. Trời ơi, ủa mà, để đây. Trời ơi, cáo dài này của tôi mai ba mấy bữa trước mà. Đáng lẽ ngày hôm tối hôm qua là tôi đăng qua Hậu Hoàng Vũ. Bà lấy cáo dài của tôi mà bạn. Bà nghĩ sao vậy? Bà có 1m1 mà. Bà làm không có đúng. Đi về má, đi qua phải. Quẹo qua phải đi về. Trời đất ơi, bà nghĩ sao vậy? Thì ghê quá, cái mặt bà hư quá. Mặt bà hư hết trời. Ai cũng có một ước mơ mà. Cao 1m1 bọn H2 cũng là người khoa học. Bỏ nha mày. Hết thời gian. Xém cười. Lần đầu tiên gặp em luôn á, em tên là gì? Dạ em tên Lương Trung Kiên. Tên đường ông thấy sợ hả? Dạ Lương Trung Kiên. Nhũ danh em là gì? Dạ Kiên Leo. Chứ em không có tên gái. Mặc đồ đẹp vậy mà không có cái tên hợp, tôi tức dễ sợ luôn, nhìn cái mặt giống chi bu dễ sợ rồi. Đặt cái tên cháu đi, ví dụ như ở bên kia là có Phạm Băng Băng. Đúng. Em Phạm Băng Rôn. Không. Băng Rôn chịu không? Băng Rôn là cái gì? Cái hình để ngoài bán vé. Ừ. Cậu mấy nếu mà bên kia có Lâm Tâm Như, em là Lâm Tâm Nhan. Phọt mỏng giống mình. Thích ai nè? Thích nghệ sĩ nào nè? Thích Trấn Thành với Hoài Linh với anh Trường Giang. Với thôi, chị Di Hương. Đặt tên không được. Đặt tên không được. Khó đặt lắm. Khó đặt lắm. Thích ai nghệ sĩ với ba chữ đặt mới dễ. Nghệ sĩ hả? Ba chữ ba hả? Ba chữ, tên ba chữ. Như là Sa Thi Mạng. Sa Thi Mạng. Châu Huệ Mẫn. Trương Mạn Ngọc. Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng phải không? À. Lấy băng rôn hợp đó. Phạm Băng Rôn. Bữa mua đồ hết nhiêu tiền hả? Thì có tiền mới giả người ta. Không có tiền thì anh đó không có lấy. Vậy là chỗ bên chỗ mướn đồ người ta cũng chịu chơi với em quá ha. Dạ, người ta cũng như là thương muốn tài trợ vậy đó. Thương hả? Dạng số đó giống nghèo á. Rồi có phải trả gì cho người ta không? Dạ. Có phải nợ ân tình gì với người ta không? Dạ không. Thì cũng tình anh em vậy. Bình thường em làm nghề gì? Dạ em làm tạp vụ quán. Dạ hả? Quán bán gì? Bán quán nhậu. Bữa bán quán nhậu giờ lên là hoàng hậu. Rồi chơi. Vòng đầu tiên sẵn sàng nhé. Dạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Dạ thấy người buồn quá nên thần có bí mật tuyển cho người ba tráng sĩ để góp vui à? Đâu, đọc tên cho ta nghe thử. Dạ người đầu tiên là có là men. Thôi, có là men có chuyện không làm. Tối ngày quay ba cái clip tào lao. Lấy hắn về nó thị tẩm ta cũng quay clip thì sao. Vậy
chém Colorman. Dạ thưa người, còn một người rất môn đăng hộ đối với người. Một hoàng tử đến từ kinh thành Quế. Là ai? Long Nhật. Cho lui. Lui. Khoan, nhớ lấy số điện thoại. Có số chữ tình hạ điện. Lấy số điện thoại nha. Còn một người này, không biết người nghĩ như thế nào về bạn Trấn Thành. Trấn Thành công tử à, đẹp trai, mau đi đến đây. Dạ không phải, bạn của Trấn Thành là ai? Anh Đức. Cũng được. Đức ơi, em linh thiêng quá. Nhờ anh Đức phù hộ mà tụi em qua được vòng 1. Sao nữa? Thì tiếp. Tiếp chưa? Bận đồ chưa đủ trả tiền đâu. 2 triệu là chắc cũng đủ chứ hả? Về trả. Thi tiếp mới ngừng lại. Dạ thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Tìm khắp cái vương quốc này cũng không tìm được một người có thể lấy ta làm chồng. Dương Công Công, ngươi có cách nào không cần thị tẩm mà vẫn mang long thai không? Đêm qua thần có xem phim Tây Du Ký. Có nước của một dòng sông, người chỉ cần uống vào là có thể mang long thai à. Là sông gì? Sông Mê Công. Mau, mau đưa ta đến đó. Dạ không cần. Thần đã đặt ship một chai, tính dùng mà giờ nhờ người dùng trước nè. Nước sông Mê Công. Sao rồi người? Dương Công Công, ngươi đẹp lắm, mau đến đây với ta. Dương Công Công. Dạ. Ngươi cho tôi uống nước gì mà tâm tính tất kỳ quá? Dạ thì nước, nước đây nè. Đưa đây cho ta xem. Nước sông Mê Công Công. Được. Hồi nãy tôi tưởng là đọc ra cái tên mà tên tầm bậy tầm bạ là tôi giận đó. Duyên. Nước sông Mê Công thôi, còn này Mê Công Công. Mê Công Công, ngươi đẹp lắm, mau đến đây với ta. Dương Công Công. Dạ. Ngươi cho tôi uống nước gì mà tâm tính tất kỳ quá? Dạ thì nước, nước đây nè. Đưa đây cho ta xem. Nước sông Mê Công Công. Được, nhẹ nhàng, hợp lý. Bây giờ các bạn đang có 10 triệu ạ. Quan trọng là còn tiểu phẩm không? Nếu có duyên, tự tin, thoải mái. Sao? Liều ăn nhiều. Nếu mà có thi tiết thì nương nương thiên mình đi em. Hết. Trời đất ơi, cái thằng hèn hạ. Sao lại bỏ nương nương một mình cơ chứ? Dạ em xin phép được dừng lại. Em còn tiểu phẩm nữa mà, tại em không có tự tin, sợ em diễn không có tâm lý. Em diễn miếng em miếng chợ quá. Em sợ không biết có cười không. Trời ơi, biết miếng chợ luôn hả? Miếng chợ là miếng sao? Miếng giống như là sang ngang bữa củi vậy đó. Sang ngang bữa củi hả? Không biết. Sang ngang bữa củi mấy là anh sao? Thì chuyên nghiệp rồi nên em sợ không biết có đủ đô mấy anh không. Ví dụ cái miếng đó cái câu gì và câu gì nói thử coi. Miếng miếng diễn hình thể không à. Rồi thôi bỏ đi. Thôi bây giờ vậy, nếu đã dừng lại lỡ bần mua đồ rồi lên diễn luôn cái vòng nó tặng bà con cho đã cái nư mình ha. Rồi bây rồi. Giờ là các bạn chọn phương án là mình dừng lại, coi như là mình đã lấy chắc chắn là 10 triệu rồi, nhưng mà bây giờ mình diễn tặng coi thử cái miếng các bạn nói là nó như thế nào nha. Dạ chuẩn bị. Mình bấm thời gian cho nó thực tế. Bắt đầu. Rồi 60 giây. Ti 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 ti. Thưa cô nương cho ta hỏi, nàng có phải là Quỳnh Nga? Ti 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 ti. Cho ta hỏi cô nương, cô nương có phải là Quỳnh Nga? Dạ cho hỏi có phải là Quỳnh Nga cô nương. Cô bị sao vậy? Ê ê ê, tắt 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 giùm máy xịt thịt bò. Bọn đã chiến thắng vang dội. Có duyên mà. Có duyên mà. Duyên hả? Có duyên mà. Là tắt cái gì? Tắt cái gì? Tắt máy xe thịt bò.
Xe gì? Xe thịt bò làm bò dừa viên. Không hiểu. Là hả? Là bò dừa viên đó. Anh chỉ mắc cười là em coi như cái tay cái em là cái máy rồi ngồi em không quay được. Mà cái mặt em tin vô cái điều đó lắm. Cái mặt em rất là có duyên. Có duyên mà. Nhưng mà thôi, lỡ nói dừng thì thôi phải dừng thôi. Đúng không? À. Nhất ngôn kiên xuất thì tứ mã cũng nan truy. Nhưng mà cũng cảm ơn em đã đến với chương trình nha. Dạ. Dễ thương. Xin mời hai danh hài cho giải thưởng về 10 triệu đồng. Về lại đàng hoàng. Về trả tiền quần áo cho ta nha. 10 triệu đó cho nương nương.